Dell Latitude N580 là một chiếc laptop văn phòng sở cho mình rất nhiều phiên bản khác nhau. Và nếu anh em cảm thấy là các nhu cầu học tập giải trí của anh em nó quá nhàm chán và cần một cái cấu hình cao hơn, thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em một phiên bản mạnh nhất của chiếc laptop này. Sở hữu cho mình con chip i7 với mã là 7820HQ. Và không mất nhiều thời gian của anh em nữa, hãy cùng mình tìm hiểu chi tiết hiệu năng của chiếc máy này nhé. Và mình là Thanh Hải, chào mừng anh em quay trở lại với channel Laptop Việt. Đến với Dell Latitude N580 thì anh em có thể thấy rằng là chúng ta có một cái phần nội thất bên trong nó chả khác gì so với những dòng con chip U khác. Điểm duy nhất mà mình thấy khác biệt đó chính là phần cấu hình của chiếc máy này. Và đối với 580 thì chúng ta có thể thấy rằng là sở hữu cho mình một màn hình rất là lớn với độ phủ màu sắc cũng rất là cao nữa, độ sáng tốt. Duy nhất mà mình vẫn chưa thích đó chính là phần viền màn hình của chiếc máy này nó hơi rẻ một chút. Cùng với đó là ưu điểm của chiếc máy này đó chính là một phần bản lề rất là tốt, cùng với đó là bàn phím với độ nảy cao, phím đầy đủ hoặc phím số, phím chữ, phù hợp với các bạn làm văn phòng, các bạn làm kế toán, để chúng ta có một chiếc laptop để có nhiều công việc để chúng ta sử dụng nhiều hơn. Và đối với phiên bản con chip HQ thì mình sẽ muốn giới thiệu anh em thông qua hai bài đánh giá, đó chính là PC Mark 7 và 3D Mark 6 cùng với một bài đánh giá nữa. Với PC Mark 7 thì chúng ta sẽ đánh giá hiệu năng tổng thể chiếc máy này từ lướt web đến chơi game, cùng với đó là làm các tác vụ văn phòng. Còn với 3D Mark 6 thì chúng ta sẽ đánh giá riêng về con chip của chiếc máy này. Với 3D Mark 6 chúng ta nhìn thấy rằng là điểm số của nó lên đến 8045 điểm, hơn hẳn 2000 điểm đối với con chip U thế hệ thứ 7. Ví dụ là con 7300U hoặc là con 6300U thế hệ thứ 6 chẳng hạn. Nó điểm của nó chỉ rơi tầm khoảng là 4000 điểm thôi, thậm chí là kịch kim mà cho 5000 điểm. Nhưng điểm số của nó lên đến hơn 8000 điểm cơ. Đây là một mức điểm rất là tốt đối với một chiếc máy có một chút đồ họa nữa. Còn với hiệu năng tổng thể chiếc máy này thì nó chỉ cho mình một mức điểm tầm khoảng 5935 điểm thôi. Đây là một mức điểm nó cao hơn hẳn so với những mức điểm tầm khoảng là 3000 đến 4000 điểm. Vì sao chúng ta không có một mức điểm nó nổi trội như vậy? Bởi vì đây là một con chip, đây là một cấu hình mới chỉ sử dụng con chip HQ thôi, nó chưa có các đồ họa rời đâu. Nên là điểm số của nó cũng sẽ đuối hơn một chút. Mình sẽ thử chạy một chương trình nữa, đó là CDBR 15, để chúng ta test về render của chiếc máy này. Với CDBR 15 thì chúng ta có thể thấy rằng là đang render một cái video mà chúng ta sẽ có thể chạy cùng, và máy đang chấm điểm. Em thấy rằng là cũng mượt đấy chứ, đúng không nào? Đâu phải đến nỗi tệ lắm đâu. Nhưng mà mình đánh giá là với một cái thân hình nhỏ như thế này thì bản thân nó sinh ra nó cũng đã là một con chip nó mạnh đối với cái phần tải nhiệt của chiếc máy này rồi. Mình đã chơi game một lúc và cũng đã render video một lúc thì quạt của chiếc máy này đã bắt đầu kêu lên và tiếng rít của chiếc máy cũng khá là cao. Đây sẽ là một điểm trừ đối với chiếc máy này duy nhất thôi. Còn lại mình cảm thấy ổn. Đó, anh em thấy rằng là điểm số của nó cho ra đây 48,5, một cái mức FPS khá cao. Còn với CPU sao? 48,58 FPS. Render cũng đang rất nhanh. Tuy thì nó chưa thể nào mà bằng đối với một các mẫu laptop đồ họa hoặc là mẫu laptop gaming được, nhưng mà đối với một chiếc laptop văn phòng, đó anh em thấy rằng quạt gió đang kêu đây, đang để hết sức mạnh của nó lên đây. Đối với một chiếc laptop văn phòng nhỏ gọn như thế này, cùng với đó là nói chung là mình đánh giá đây giống như một chiếc laptop văn phòng nhiều hơn, nó không thiên về đồ họa nhiều, thì mình vẫn có thể yêu cầu một chiếc laptop mà có cái mức giá của mức cấu hình như thế này là vẫn tạm ổn được ấy. Điểm số hiện tại nó đang cho mình mức điểm đó chính là 713 điểm. Nó sẽ gần tiệm cận với con chip i7-4770K. Đây là một mức điểm rất tốt đối với một chiếc máy này. Và chúng ta làm văn phòng, chúng ta đã test đồ họa rồi, thì bây giờ chúng ta hãy cùng đến với trải nghiệm làm việc với chiếc máy này. Chiếc máy này đang được sử dụng ổ cứng SSD nên là cái tốc độ đọc cùng với tốc độ ghi cũng rất cao. Đó, anh em thấy rằng là đọc nó rất là nhanh. Mình sẽ thử trải nghiệm với touchpad của chiếc máy này. Touchpad của chiếc máy cũng rất là nhạy. Vâng. Với 580 thì ưu điểm của nó đó chính là có một bàn phím đánh nó rất là sướng. Nó có một cái độ nảy sâu hơn đối với những dòng ThinkPad.
Nhưng tuy nhiên cái độ đầm của nó mình vẫn đánh giá chưa cao. Bởi vì sao là người ta vẫn thích dòng ThinkPad hơn, đó chính là cái độ đầm của nó, cảm giác đánh nó thật tay hơn. Nhưng nếu anh chị em nào mà có cái bàn tay cái lực nó không đủ thì lại thích những dòng laptop của Dell Latitude hơn, khi mà cảm giác gõ nó nhẹ nhàng hơn, nó sẽ bớt đau các cổ tay hơn. Cùng với đó là anh em thấy rằng là phần chịu nghỉ tay chiếc máy này rất là dày, chất pad to đủ chúng ta làm cản chuẩn S à. Vâng, tốc độ ghi của nó cũng rất nhanh. Và chúng ta sẽ cùng đến với PowerPoint. Với PowerPoint mình đã tải một vài văn bản mẫu ở đây, chúng ta sẽ thử trình chiếu lên. Vâng, RAM của máy là RAM 8 nên là cái độ mượt của nó anh em khỏi phải bàn rồi, làm đồ họa còn được nói gì mấy cái app vơ vẩn này cả. Và chúng ta sẽ cùng đến với phần giải trí, đó chính là chúng ta sẽ thử bật nhạc lên, bật nhạc cùng với lướt web lên. Với lướt web thì ThinkPad cho chúng ta một trải nghiệm rất là mượt, di hai ngón, di đến đâu biết ngay đến đấy. Vâng, cùng với đó anh em thấy rằng là đó, độ mượt của nó sẽ sướng hơn rất nhiều đối với các ThinkPad của những dòng tầm khoảng là 7000 series, bởi vì dòng 7000 series ThinkPad của nó sẽ nhỏ hơn những dòng này một chút. Và chúng ta sẽ cùng đến với nghe nhạc nào. Vâng, anh em có thể thấy rằng là chúng ta đã vừa nghe một bản nhạc rồi. Và đối với 5580 thì chúng ta có thể thấy rằng là loa của máy dẫn vẫn rất là to, nhưng tuy nhiên nó tái tạo âm cho mình vẫn chưa thể nào mà đáp ứng đủ cái nhu cầu chúng ta nghe sướng được. Nó chỉ gọi là phổ cập chống điếc cho muôn dân thôi. Nhưng đối với mình thì 5580 vẫn có một cái điểm cộng nữa, đó chính là một cái phần màn hình hiển thị cho mình một cái độ sáng tốt, cùng với đó chính là một cái màn hình to để chúng ta có thể xem phim giải trí được. Còn loa của máy thì âm bát hơi yếu một chút, cùng với đó giải âm cao thì anh em nên để cái mức âm nó phù hợp để chúng ta có thể trải nghiệm tốt hơn đối với chiếc máy này. Và chúng ta sẽ thử đến với chơi game đúng không nào. Hiện tại mình sẽ để mức setting của máy ở mức trung bình, cùng với đó là nhiệt độ của máy đang rơi loanh quanh tầm khoảng gần 60-70 độ C. Và FPS của máy đang rơi loanh quanh là 24-25 FPS. Và vừa rồi mình đã hy sinh ở trong PUBG Mobile rồi. Với PUBG Mobile anh em có thể thấy rằng là đây là một tựa game nó yêu cầu cho mình một cái khả năng cái con tạc đồ họa của máy khá là cao. Vậy nên là anh em nên để cái mức setting nó phù hợp. Mức setting của máy hiện tại mình đang để mức độ trung, đã để mức độ trung bình, cùng với đó là để chơi ở mức vừa cắm sáng nữa. Nên là FPS của máy sẽ rơi tầm khoảng loanh quanh là 25-30 FPS. Và CPU của máy thì cũng khá là mát. 5580 là một chiếc laptop văn phòng rất là đa di năng như anh em có thể thấy rồi đó. Với thân hình của một chiếc laptop văn phòng, cùng với đó là một hiệu năng của một chiếc laptop gần như là máy chạm, cùng với đó là một thời lượng sử dụng pin rất là trâu, bàn phím mạch sướng, màn hình đẹp, thì tội gì chúng ta không chọn chiếc laptop này để phục vụ nhu cầu làm việc của chúng ta đúng không nào. Và vừa rồi là clip đánh giá hiệu năng của 5580. Nếu anh em cảm thấy hay, đừng quên cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh cho chúng mình nhé. Cảm ơn anh em đã đón xem. Hẹn anh em vào những clip lần sau. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.